Thưa quý vị, rất là vui vì sau 20 năm với những cống hiến cho âm nhạc thì ngày hôm nay anh Nguyên Lộc còn được sống trong tình cảm yêu thương quý vị. Đó là một điều hạnh phúc rất là lớn. Vì mấy ai mà sau 20 năm mà vẫn được yêu mến như thế này. Và cái quan trọng hơn đó là không phải là khán giả yêu mến, mà quý vị nhìn nguyên dàn tên tham gia chương trình ngày hôm nay á, thì cũng biết là anh này cũng dễ sợ lắm. Là tại sao mà tất cả anh em đồng nghiệp mà thương yêu đến mức độ vậy, từ những tên tuổi lớn nhất cho đến những tên tuổi mà mới vào nghề đều xem anh Nguyên Lộc là một người đồng nghiệp rất là đáng mến. Bởi vì bản thân Thanh Thảo nè, là đầu tiên mới bước vô nghề á, trong số những ca khúc mà Thanh Thảo nổi tiếng thì có bài Chàng và Nàng là do anh Nguyên Lộc anh viết lời Việt đó, là do anh đọc rap anh hát chung với Thanh Thảo bài đó, và bài đó nó nổi luôn. Và sau khoảng 12 năm thì năm vừa rồi là cái album mới nhất của Thanh Thảo á, thì có bài Tình Yêu Của Tôi mà quý vị thấy đó, đi đâu cũng hát. Và mà hát mà quý vị cứ mỗi lần hát là nghe nhạc cái là quý vị vỗ tay cái rừng, cũng do anh này anh viết lời Việt đó. Cho nên là nói nôm na là anh có công rất là nhiều trong các ca khúc nổi tiếng của Thanh Thảo. Nên hôm nay Thanh Thảo đến đây là chia vui với lại anh Nguyên Lộc, và hy vọng lát nữa còn sung dữ nữa. Được với, không ạ? À? Với bài hát gì? Dạ. Thì em có hai bài nổi mà nổi nhất nhất trong số những bài anh viết cho em đúng không? Còn thì hồi nãy em mới hát. Chẹp. Dạ, hát thêm bài nữa hả? Chàng và Nàng. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ chúng ta dành một tràng pháo tay thật là lớn cho Thanh Đảo đi các bạn ơi. Cảm em thôi cô đứng cô nói hoài à. Trời ơi, cho em nói chút đi trước khi em hát, tức là em nói em đang câu giờ để em thở đó. Một tràng pháo tay cho ca khúc Chàng và Nàng và Đinh Tiến Đạt. Lo dâng cho
trong tim khi con tim khẽ nhắc khao ra ngây bóng ấy sẽ thật lòng khi đã yêu. Na 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 na, yeah. Na 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 na, 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 na 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 na. Một lần nữa xin cảm ơn và chào tạm biệt. Xin cảm ơn Đinh Tấn Đạt và Thanh Thảo.